Lau phần màu trắng thôi. Nó gà vào tay, đứt tay rồi đấy. Chỉ lau cái bộ phận phẳng thôi con nhé. Rồi. Giờ đã có đồng chí giúp ba rửa xe rồi này. Ừ, giỏi quá, ôi giời, anh rửa xe quá. Action. Ờ, lại thêm cả em rửa xe nữa à? Em không mặc bikini à? Hả? Con làm thế thì rơi hết nước xà phòng ra. Con rửa thật là lâu rồi thì con mới phải nhúng chứ. Con nhúng một giây thôi, lau một giây xong lại nhúng một giây à? Nước thì rong rong hết. Để xem anh detailing rửa cái vẹ lốp xe này. Ui giời, giỏi quá hả? Giỏi quá. Vào đây con không đi rửa xe à? Con đang làm gì đấy? You, kinh quá, cái đấy là sốt đấy. Vân đang làm gì đấy? Con xách xô cho anh với cả ba à? Hả? Anh lấy, anh Phong, anh ý lấy hết nước ra ngoài rồi. Con làm gì đấy? À, nước xà phòng hả? Có bọt hả? Để rửa hả? À, con xách xô hả? Xách xô đi lấy gì đấy? Con lấy đá làm gì? Lấy đá để làm gì? Đá. 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 Ui giời, cái tay của em đen xì xì luôn. Làm vườn cho mẹ đấy à?